Xin chào con, hôm nay chúng ta sẽ vào bài giảng tiếp theo, đó là về phần phép nhân và việc chia sẻ thuộc phần. Ở trong phần này là phần quan trọng. Thầy lưu ý đó là chúng ta sẽ phải cần nắm vững được cái phần kiến thức này cho sách khoa, đặc biệt là phần nhân nhé. Phần nhân nó sẽ có các cái trường hợp, phần chia nó có các cái trường hợp là chia một số tự nhiên trong một số tự nhiên này, chia một số tự nhiên trong một số thập phân này, chia một số thập phân trong một số thập phân này. Đấy, thì cái cách đấy các con cần phải nắm vững cho thầy cho sách khoa. Lưu ý cho thầy nhé. Bây giờ phần bài thứ nhất đó là về phần tính nhẩm. Khi nhân với 10, chúng ta sẽ chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số. Được chưa? Thì nó sẽ bằng 231,5. Nhân 100 thì là sang hai chữ số, thì là bằng 1206. Nhân 1000 thì nó sang ba chữ số. Ở đây phần thập phân nó chỉ có 2 thôi, thì ta phải thêm 0 ở đây nữa, đó là bằng 1260. Được chưa? Vậy thì chia thì lại dấu phẩy lại phải chuyển sang bên trái. Còn nhân thì sang bên phải, chia sang bên trái. Vậy thì nó bằng 7,575. Ở đây nó sẽ bằng dấu phẩy chuyển sang bên này, hai chữ số hết luôn thì phải thêm 0 vào, 0,7575. 1000 thì nó phải 0,1845. 0,1845. Được chưa? Anh này nhân với 0,1 thì nó bằng 17,45 chia cho 10. Được chưa? Thì bằng 1,745. Anh này nhân với 0,01 thì nó bằng 204,5 chia cho 100 thì nó bằng 2,045. Còn bên này thì nó là nhân với 0,001 thì nó bằng là 50,317 chia cho 1000 thì nó bằng 0,050317. Được chưa? Bởi vì anh này có hai chữ số thôi. Anh này là chia cho 0,1 thì nó lại bằng là nhân với 10 thì nó bằng 8,405 nhân với 10. Được chưa? Thì nó bằng 84,05. Tiếp theo 8,405 chia cho 0,001 à 0,001 thì nó nhân với 100 thì nó bằng bao nhiêu? 840,5. 12,85 chia cho 0,001 thì nó bằng 12,85 nhân với 1000 thì nó bằng 12850. Được chưa? Thì đó là cái phần tính nhẩm của chúng ta. Các con trình bày vào đi để chuyển bài. Bài số 2 ở đây của chúng ta là như sau. Bài số 2 ở đây thì các bạn lưu ý này. Bài số 2 ở đây đặt dự tính là có như sau. 0,245 nhân 7. Nào chúng ta sẽ đặt như sau. Câu A 0,245 nhân với 7 nào. 7,535 với 5 nhân 3. 7,428 với 3 là 31 với 1 nhân 3. 7,214 là 17. Được chưa? Đó. Vậy thì bây giờ 70 là 0, 14 với 3 là 17. Vậy thì các bạn lưu ý là phần thừa số của nó là có 3 chữ số phần thập phân, vậy tích nó sẽ có 3 chữ số phần thập phân. Được chưa? Câu B. 23,52 chia cho 12. 23 chia cho 12 được 1. Được chưa? 1 nhân 12 là 2. Là 12. Trừ đi là còn 11. 11 không chia được đúng không? Muốn chia tiếp đặt dấu phẩy ở đây. Hạ 5 xuống. 115 chia 12. 8 mà nhân với lại là 12 thì là bằng 96. 9 nhân với 12 là bằng 108. Thì này nó sẽ là 108. Trừ đi là còn mấy? 7. Hạ 2 xuống là 6. 62 12 hết còn không. Được chưa? Vậy thì lúc này chia cho 0,5 thì chúng ta sẽ đưa về chia cho số tự nhiên thì nó bằng 1,2,50 chia cho 5. Đúng không? Ta đặt chia 1,2,50 chia 5 nào. 12 chia 5 được 2, 2 5 là 10. Trừ đi 2. 25 chia 5 được 5.
5525 trừ đi hết 0 chia 5 là 0. Vậy thì nó sẽ được kết quả là bằng 250. Tiếp theo 8 chia 1,25, có thể chia ra này luôn cho nó rộng nhé. Câu D này, 8 chia cho 1,25 thì nó bằng 800 chia cho 125. Đặt chia này, 800 chia cho 125. Vậy thì bây giờ ta sẽ gói này bằng mấy? 4 x 25 là 100, 5, 6, 6, 2, 12, 6, 6, 5, 30, 0 x 3, được chưa? 6, 2, 12 với 3 là 15, với 5 x 1, 6, 1 là 6, 1 là 7, 7, 50, vậy đó là dư 50. 50 không chia được cho 125, đặt dấu phẩy ở đây và thêm 0 vào đây chia tiếp, đúng không? 500 chia 125 được mấy? Được 4, 4 x với 25 là 100, vậy là 500. Trừ đi còn không. Vậy kết quả chúng ta sẽ bằng 6,4. Được chưa? Tiếp theo là 19,72 chia cho 2,9 thì nó bằng 197,2 chia cho 29. Được chưa nào? Vậy lúc này chúng ta sẽ có như sau: 197,2 chia 29. Thì ở trong cái phần này là ước lượng thương, các con lưu ý này. 20 thì nó gần 30 rồi, được chưa? Chúng ta lấy 19 chia cho 30 thì được 6, được chưa? 6 x 9 là bằng 54, 4 x 5, 6 x 12 là 17, trừ đi là còn 3, 32, 23, phải hạ 2 xuống. 23 chia 30, 7, 73, 21, ta thử 8 xem nào, 8. 8, 9, 7, 2, 16, 7, 2, 3, ok, đẹp quá, trừ đi 0. Vậy thì anh này nó sẽ bằng mấy? Bằng 6,8. Được chưa? Vậy là bài số 2 của chúng ta là thầy nhắc lại cho chúng ta về cái vấn đề đặt nhân và đặt chia. Thầy nhắc lại một lần nữa là ở trong cái phần kiến thức này các con phải nắm thật vững kiến thức cho sách giáo khoa. Ở trong đó ghi rất chi tiết và đầy đủ. Được nào? Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 3. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào bài số 3, đó là phép nhân. À, tức là bài số 3 là tính nhanh của chúng ta nhá. 8 x 12,5 mà nhân với lại là 0,125 thì các con cần lưu ý như sau. Các con 8 x 1,25 0,125 chứ. 0,125 nhân với lại là 12,5. Thế này nó bằng 1 này. Nhân với 12,5 bằng 12,5. Được chưa? Đây nhá. Tiếp theo là ở đây là chúng ta sẽ lấy này, chung nhau thừa số là 38,5 thì nó sẽ bằng 38,5 nhân với 6,4 mà cộng 3,6 nó bằng 38,5 nhân với lại là 10 thì bằng 385. Được chưa? Bây giờ tính nhanh thì ta sẽ có như sau: 50 mà nhân với 0,2 0,2 nhân 5 thì được bằng 1, và 0,2 nhân 50 thì bằng 10 nhân với 56,7, vậy thì nó bằng 567. Được chưa? Tương tự như thế, bây giờ ta sẽ gọi này: 36,4 34,64 thì nó bằng 34,64 nhân mấy? Nhân với 1. Vậy thì chúng ta sẽ lấy thừa số chung là 34,64 ra ngoài nhân 46 cộng với 53 cộng 1, vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 34,64 nhân với lại là mấy? 100. Vậy nó bằng 3,4,6,4. Được chưa? Đấy, thì đó là nội dung cái bài toán tính nhanh của chúng ta. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vào bài số 4 của chúng ta, bài toán tiểu x nhé. Ta có này, x nhân với 0,2 bằng 8,4. Vậy thì x của chúng ta nó sẽ bằng 8,4 chia cho 0,2 thì nó bằng 84 chia cho 2 thì bằng bao nhiêu? 8,4 chia 0,2 thì bằng 84 chia 2 là bằng 42. Được chưa? Câu B của chúng ta là 6,5 nhân với x nó bằng 12,5 nhân với lại là 2,08 bằng bao nhiêu nhỉ? Các bạn tính cho thầy xem nào. Bằng 26. Được chưa?
Vậy thì x của chúng ta ở đây sẽ bằng 26 chia cho 6,5 bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 4 luôn. Được chưa? Tiếp theo, 4,5 chia cho x bằng 0,9. Vậy thì x nó sẽ là bằng 4,5 chia 0,9. Được chưa? Thế chờ bao nhiêu? 45 chia 0,9 chia 10 là bằng 45 chia 0,5. Đúng không? Tiếp theo ở đây, x chia cho 3,75 cộng với 6,25 thì nó bằng 10, bằng 0,125. Vậy thì x nó sẽ bằng 0,125 nhân với 10. X bằng bao nhiêu? 1,25. Được chưa? Đấy, thì đó là gì? Đó chính là cái nội dung bài số 4 của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ vào một bài toán có lời văn. Bài số 5. Bài số 5 của chúng ta nhé. Buổi sáng cửa hàng bán được 25,6 mét vải. Số vải bán được buổi chiều vào 1/2 số buổi sáng. Buổi sáng bài này thì dễ quá rồi, các con làm thì sao nào? Đấy, thấy chưa? Phép nhân, phép chia cho phân thì nó chỉ có khó ở cái phần tính toán thôi. Còn lại bài toán phép bằng rất dễ, không có gì khó cả. Được chưa? Ta có lời giải như sau. Ta có như sau này. Buổi sáng cửa hàng bán được 25,6 mét vải. Được chưa? 25,6. Và số vải bán buổi chiều. Là bao nhiêu? Số vải bán buổi chiều chúng ta ở đây nó sẽ là bằng 25,6 chia cho bao nhiêu? 25,6 chia cho bao nhiêu nhỉ? 25,6 chia cho 2 bằng 2 chia 2 được 1 này. Được chưa? 5 chia cho 2 được 2 này. 16 chia 2 được 8 này. 12,8 mét. Vậy thì cả ngày số vải bán được trong cả ngày là bao nhiêu? 25,6 cộng với 12,8 bằng bao nhiêu? 8 cộng 6 là 14, 14 nhân 1 nha. 5 cộng 2 là 7, 4 là 8 nha. 38,4 mét. Vậy các con sẽ có đáp số là bao nhiêu? 38,4 mét. Được chưa? Đấy, thì đó là nội dung bài số 5 của chúng ta, cũng là cái bài cuối cùng ở trong cái phần phép nhân và phần chia số phần. Được chưa? Ok, bài giảng của thầy trong cái phần này tạm dừng ở đây. Thầy cho ta sẽ gặp nhau trong những cái bài giảng tiếp theo của cái khóa học ôn và luyện thế giữa kỳ cuối kỳ 1 của chúng ta trên vinastudy.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.